Xin chào quý vị và các bạn trở lại với Minh Audio Hà Đông Hà Nội. Trước mắt các bác là một mẫu ly đài cổ của Sony, hàng xuất Mỹ. Có kích thước bề ngang là 50cm, một kích thước khá lớn. Và bề cao là 15, bề sâu thì tầm hơn 30cm. Con âm ly này cửa hàng tôi bán giá 4,5 triệu đồng. Tôi đang chạy tín hiệu đường vào là đường tiếp 1, ngoài ra có thể cắm tiếp 2. Còn khi các bác nghe radio 108, các bác vặn về nút giữa là xua. Âm ly này là âm ly xuất Mỹ nên là các bác có thể nghe được vô vàn kênh đài. Tần số 108MHz. Ở bên dưới là đèn màu đỏ nhạt, màu vàng nhạt. Còn bên trên là đèn xanh màu nhạt đó. Âm ly đánh AB cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, loudness đầy đủ. Hàng xuất Mỹ. Và nói luôn các bác, đã là hàng âm ly Sony cổ thì chất âm của nó cực kỳ ngọt ngào luôn, cực kỳ ngọt. Chạy 4 con sò than nhí. Bám theo tản nhiệt và nguồn rất to bên trong, màu đen. Hồi gỗ cực kỳ đẹp luôn, sang trọng. Đó. Nó quá là đẹp để các bác có thể trưng bày cũng như là nghe nhạc hay. Về chất âm thì những mẫu đi Sony cổ này thì các bác yên tâm về độ hay của nó nha. Nó nghe nó cực kỳ ngọt luôn. Mặc dù nó không phải là dạng âm ly mà các bác có thể ghép vang và để hát karaoke, nhưng để nghe nhạc ấy thì nó rất là ngọt và hay. Chất âm rõ ràng. 120V, đó là âm ly của xuất Mỹ. 140W sản xuất tại Hàn Quốc. Số series thì còn lại chữ 752 kia. Đó. Các đường vào âm thanh. Tôi đang chạy vào đường tiếp 1. Ngoài ra các bác có thể cắm tiếp 2. Rake out là đường xuất âm thanh ra. Tôi sẽ mở to để các bác nghe trải nghiệm về âm thanh. Nó không đánh rầm rầm nhưng mà nó lại rất trong và nó đánh sâu. Qua trái, qua phải. Bắt rất nhiều kênh đài luôn. Nên là cái rule control được sinh ra mục đích chính là như vậy. Đó. Và cái nhân purin này thì nó chuyển hóa thành cái acidic nó đổ vào trong máu. Thì cái cơ chế nó tăng cái acidic ở trong máu. Thông tin của hàng tôi rất rõ. Quý khách hàng có thể đến tận nơi hoặc ở xa đặt cọc tiền sẽ được gửi đi cho các bác. Và hàng đảm bảo bao test sản phẩm các bác 2 tuần. Lỗi sản phẩm sẵn sàng đổi cho các bác sản phẩm khác. Với điều kiện không được mở quá to làm cháy, không được làm chập dây loa, không được cắm nhầm điện. Đó là những điều kiện tiên quyết. 55 tuổi đến 50 tuổi trở nên đến người cao tuổi. Xin chào, không phải chỉ có bệnh gút. Cảm ơn các bác đã theo dõi.